đời sống đức tin luôn được so sánh như một cuộc chiến đấu, và các Kitô hữu cũng cần được tăng cường sức mạnh, nhất là những lúc gặp thử thách, bất hại hoặc thậm chí là thất bại. Trong video số 114 hôm nay, chúng ta tìm hiểu biểu tượng uống nước trong lành như nguồn trợ giúp và nâng đỡ của Thiên Chúa. Thứ nhất là Thánh Vịnh 110 câu 7. Dọc đường Ngài uống thác trong nên Ngài sẽ ung dung ngẩng đầu. Ý nghĩa Thánh Vịnh này mô tả người được Thiên Chúa sức dầu, gọi là Đấng Kitô, được Thiên Chúa trợ giúp tăng cường sức mạnh để chu toàn sứ vụ Chúa trao. Câu dọc đường Ngài uống thác trong nên Ngài sẽ ung dung ngẩng đầu trong tiếng Hebrew là Minachan bat derek yiste an kin yarim rosh. Trong đó chữ khe nước mặt suối là Nachan. Rồi đến Thánh Vịnh 36 câu 8 đến 10 cũng mô tả ân phúc dư tràn mà Thiên Chúa ban cho người tin tưởng hy vọng nơi Ngài qua hình ảnh dòng nước. Quý thay ân huệ của người, lạy Thiên Chúa, nơi bóng cánh người, con cái loài người nương ẩn, chúng sẽ được no đầy mỡ béo nhà người, nơi thác nước hoan lạc. Người cho chúng uống, bởi chưng nơi người có mặt sự sống, trong ánh sáng người chúng tôi được thấy ánh sáng. Rồi sách Xuất Hành chương 17 cũng kể câu chuyện Thiên Chúa làm cho nước chảy ra từ tảng đá cho dân Israel uống trong thời gian đi trong hoang địa. Đến sách Ngôn Sứ Ezekiel chương 47 từ câu 1 đến câu 12 đã mô tả thị kiến ngôn sứ được Thiên Chúa cho thấy từ bên dưới thềm của đền thờ có nước phun ra hướng về phía đông. Khi ngôn sứ vào bờ khe thì thấy trên bờ khe cả hai bên có nhiều cây. Nước từ đền thờ chảy đến đâu thì biến đổi tất cả và đem lại sức sống mới. Dọc theo khe hai bên bờ mọc lên mọi thứ cây ăn được. Lá chúng không hề úa và quả không bao giờ hết. Hằng tháng cây sẽ bói quả vì nước khe phun ra từ thánh điện. Trái cây dùng để ăn, còn lá thì để làm thuốc. Rồi ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 cũng nói: Đây Chúa phán, tất cả những ai khát nước hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Sau cùng đến tin mừng theo Thánh Gioan chương 7 từ câu 37 đến câu 39. Chúa Giêsu tuyên bố: Ai khát thì hãy đến với ta và hãy uống, hỡi kẻ tin vào ta. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng Ngài có những sông tuôn chảy nước sinh sống. Và tác giả tin mừng giải thích điều ấy, Chúa Giêsu nói về thần khí các kẻ tin vào Ngài sẽ lính lấy, vì thần khí chưa có bởi Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Còn chương 19 câu 32 đến câu 34 viết: Vậy lính đến đập bể ống chân người thứ nhất và cả người kia cùng chịu đóng đinh làm một với Ngài. Đến bên Đức Giêsu, họ thấy Ngài đã chết thì không đập bể ống chân Ngài, nhưng một người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Ngài và lập tức có máu và nước chảy ra. Hội Thánh tuyên xưng từ dòng nước và máu của Chúa Kitô trên thánh giá đã phát sinh ra Hội Thánh, phát sinh ra các bí tích của Hội Thánh. Xin ơn cứu độ cho chúng ta. Dưới ánh sáng mầu nhiệm lời Chúa đó, thì kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày 16 tháng 8 sắp tới là ngày giỗ 2 năm của Thân Mẫu chúng con, và một tuần sau 23 tháng 8 là ngày giỗ 2 năm của Thân Phụ chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa thương xót ban cho linh hồn cha mẹ chúng con là Joachim và Maria cùng các linh hồn được đến uống tận nguồn ơn cứu độ của Chúa Giêsu trong nước trời và hưởng hạnh phúc muôn đời.
Amen. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho thế giới, cất riêng tại Ukraine, như ban bình an cho mỗi người và mỗi gia đình chúng ta. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em.